Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi kiểm tra cái bo nguồn led driver bằng phương pháp đo nóng nha các bạn, nhất là cái con IC nguồn xung nè. Đây là cái con IC dao động nha các bạn. Nào, con IC là 8 chân nha các bạn. Rồi để mà kiểm tra cái con IC này còn sống hay chết đó các bạn, thì các bạn kiểm tra bằng có hai phương pháp nha, một phương pháp đo nóng, hai phương pháp đo nguội. Mà đa phần á, chúng ta thường dùng phương pháp đo nóng để xác định nhanh hơn nha các bạn. Đo nguội á, là các bạn đo tổng trở và không cấp nguồn vào. Còn cái này mình sẽ dùng phương pháp đo nóng nha các bạn, để sửa chữa cái bo nguồn led driver này. Ở đây các bạn chuẩn bị cho mình á, là một cái dây nha các bạn, dây nguồn kết nối AC ha, có cái đầu nối nhanh nha các bạn, để các bạn cặp nguồn vô hai dây AC nó vào của bo nguồn led driver. Cái bên trong cái bo nguồn led driver này cũng 12 hạch như vậy, y như nhau nha các bạn. Cái này bo nguồn led driver của cái mấy cái đèn led âm trần á, còn cái này của đèn tiếp led 8 hoặc là led bulb. Tiếp theo đây mình sẽ dùng một cái dây nha các bạn, một cái dây điện ha. Các bạn nối một cái đầu nó nhanh cho mình nha các bạn. Cái này á, các bạn khi bạn đo nóng cấp nguồn vô, các bạn kiểm tra cái bo nguồn led driver này á, các bạn tuyệt đối nha, an toàn điện cho mình là đặt lên hàng đầu nha các bạn. Các bạn tuyệt đối không được lấy tay của mình nó chạm vô, tại vì cái điện nguồn á có nó lên khoảng 220V AC nè, rồi cái điện áp sau chỉnh lưu á là khoảng 310V DC nha các bạn. Nếu các bạn chạm tay vô nó bị giật nha các bạn. Nếu cái này vấn đề này á, là an toàn điện của các bạn để mà sửa chữa là đặt lên hàng đầu. Rồi để mà sửa chữa cái này các bạn đây là cái tụ nguồn nha các bạn, cái tụ lọc nguồn ha, 400V nè, 400V 10mm nha các bạn. Cái giá trị của nó 400V 10mm. Cái tụ lớn nhất trong cái bo nguồn led driver này, đây là chính là cái tụ lọc nguồn. Các bạn tìm cái chân âm cho mình nha, chân âm là chân mát nha các bạn, chân âm của cái tụ nguồn lớn nè. Các bạn lấy một cái dây điện này nè các bạn hàng vô cho mình nha, hàng vào đúng chân âm của nó nha các bạn. Đây mình tiến hành mình hàng dây điện vô nha. Nói chung các bạn không hàng thì cũng không sao á các bạn, nhưng mà tại vì trên đây á là rất nhiều bạn nói chung là vọc vạch hay thích sửa thôi, thì các bạn an toàn cách điện. Một số bạn á đã học qua điện tử rồi mà khi mà cái đo đạc sửa chữa bo mạch các bạn cũng bị giật này bình thường nha, thì các bạn đó không chú ý, không quan sát, nên cái vấn đề an toàn điện á là rất quan trọng nha các bạn. Rồi dính này nha các bạn. Sau khi các bạn á hàn cái dây điện vào chân mát cho mình á, bạn nhớ kiểm tra cái mối hàn nha các bạn, rung lắc, tránh rung lắc nha, và chắc chắn nha các bạn, mối nối chắc chắn nha, đừng có đỡ đấy. Rồi tiếp theo đây là chúng ta có được cái bo mạch như thế này rồi. Rồi các bạn lấy hai đầu nha, đây là các bạn hai đầu nối nhanh, các bạn cặp nguồn vô nha. Rồi đỡ rồi các bạn cấp nguồn, cái các bạn tiến hành đo nha các bạn. Ở đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ VOM số nha các bạn. Mình chỉnh sẽ thỉnh thang đo. Nếu mà các bạn đo trước tiên á, các bạn đo VIN cái ngõ vào sau điện áp sau chỉnh lưu coi nó có không nha các bạn. Các bạn đo điện áp nó tầm khoảng 310V DC á, các bạn chỉnh nha nè. Ở đây mình sẽ vặn switch chuyển lên cái tùy nó 310V DC, mình sẽ vặn lên cái mức là 1000V DC để đo cái điện áp 310V DC sau chỉnh lưu có hay không nha các bạn. Đây là cái bước cơ bản, cái điện áp đầu tiên để mà các bạn muốn sửa chữa một cái bo nguồn led driver này, là điện áp bắt 310V DC này bắt buộc phải có này nha các bạn. Tiếp theo đây mình sẽ dùng một cái ổ cắm ha, có điện nha các bạn. Các bạn tắt công tắc cho mình nha, các bạn cắm nguồn vô ha. Nhớ nha bạn, các bạn đừng để chạm linh kiện nha bạn,
cái thứ nhất, cái thứ hai á, mà đừng chạm tay vô nha, chạm tay nó bị giật nha các bạn. Mấy cái que âm á các bạn cặp vô nha, cặp vô cái dây mà tụi mình nối mát nè, cái dây này mình nối mát đó, các bạn kẹp vô chắc chắn, đừng để cho nó bung ra nha các bạn. Đó, chúng ta tiến hành đo. Thứ nhất á, là các bạn phải đo điện áp trên 2 đầu tụ nha các bạn. Đây là 2 đầu tụ này, là nó ra khoảng 310 volt DC nha các bạn. Rồi các bạn, mình sẽ bật tiến hành bật nguồn. Các bạn nhớ nha các bạn, đo cái chân dương nè, dương của tụ là lớn nhất trong cái bo này nha các bạn. Rồi chúng ta bật nguồn lên. Kiểm tra đo là khoảng 310. Tại vì cái que âm á, quay ông ở đây á, các bạn đã kẹp rồi nha, các bạn không cần nên các bạn chỉ dùng một tay các bạn đo thôi, một tay này nè cho nó an toàn ha. Quay ông mình kẹp mát nữa các bạn, rồi mình chích cho các bạn chích ra nha, rồi điện áp nó ngỏ ra coi. Đó, các bạn giữ là mình đo được là khoảng 316 DC nha các bạn, cái giá trị điện áp nè, có nghĩa là cái nguồn sau chỉnh lưu đã có rồi nha các bạn. Tiếp đây chúng ta sẽ tiến hành đi kiểm tra cái điện áp của cái con IC nguồn xung, hay là gọi là IC dao động nha các bạn. Ở đây mình có thể tắt nguồn đi nha các bạn, để tránh bị giật nha, từ mình đụng chạm vô cái bo á. Các bạn tắt nguồn đi cho mình. Cái vấn đề thứ nhất, cái vấn đề thứ hai á, khi mà tắt nguồn á là nó cắt hết điện rồi, nhưng mà cái tụ nguồn á, tụ nguồn này nè, nó vẫn còn lưu điện nha các bạn, nên các bạn có thể, các bạn sờ vô có thể bị giật, nên các bạn dùng một cái tô vít hay một cái bọc kim loại gì đó nhớ cách điện nha các bạn. Các bạn chạm hai đầu âm dương à, nó có đẹp lửa nha các bạn, nó xả điện nha, xả điện cho tụ á. Các bạn nhớ dùng cái tô vít đó, các bạn quẹt kỹ hai chân âm dương cho mình nha, cho nó đẹp lửa, nó xả điện nha các bạn. Các bạn nếu mà ngại mà khá không bị giấy á, tốt nhất là các bạn một tắt công tắc, hoặc là rút thẳng cái phích cắm ra cho mình. Cái nguyên tắc an toàn điện lại đặt lên hàng đầu nha các bạn. Các bạn cái thẳng rút thẳng ra cho mình luôn cũng được. Rồi sau đó các bạn dùng cái tô vít, các bạn nẹt chạm hai cái chân âm dương cho cú tụ á, cho nó xả điện nha các bạn. Chạm như vậy là được rồi nha các bạn. Các bạn sờ cho nó không bị giật nha. Rồi sau đó các bạn lật ngược cái bo này lại cho mình. Rồi, các bạn chú ý cái quan sát cho mình nè. Cái linh kiện chính trong cái mainboard này nha các bạn, đó là cái con IC dao động nè các bạn. Con IC là 8 chân nha các bạn. Các bạn nhìn thấy dấu chấm không? Dấu chấm là chân số 1 nha. Các bạn đếm ngược chiều kim đồng hồ cái rồi để đây nè, ngược chiều kim đồng hồ nè, chân số 1 nè. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chân phía trên 5 6 7 8 nè các bạn. Ở đây á có nhiều IC nó còn có chân 7, mà nhiều IC nó sẽ khuyết chân 7 nha các bạn, nó chỉ còn chân 8 thôi, không có chân 7 nha. Như cái bo mạch này nè, nó chỉ còn một chân 8 thôi, chân số 8 thôi. Phải thấy không? Phía trên là chân 5 chân 6 nè. Chân 7 không có này, chỉ có chân số 8 thôi nha. Thế thì mình kiểm tra gì? Các bạn thứ nhất kêu các bạn kiểm tra cái VCC cho mình. VCC là bơ cấp nguồn cho cái con IC này á. Các bạn đo điện áp VCC. VCC này đó là chân số 4 của IC nha các bạn. Ở đây là cái sơ đồ bố trí linh kiện trong mạch nha các bạn. Đây là cái con IC dao động nè các bạn. Bên trong là nó sẽ có một con MOSFET nha các bạn. Cái VCC bất kỳ linh kiện nào á, nó cũng có phải có nguồn cung cấp cho nó để nó hoạt động. Thế thì cái chân số 4 nè các bạn. Các bạn đo điện áp VCC cho mình. Các bạn một là các bạn đo trực tiếp trên chân số 4. Các bạn tìm đúng chân số 4 nha. Tuyệt đối khi mà các bạn đo nóng á, các bạn không được chạm chân hai chân nha. Dùng cái que đo á, những cái que đo này nè các bạn không được chạm hai chân vô nha. Ví dụ các bạn chạm vô cái chân số 4 á, có thể nó bị hư IC nha các bạn. Vì chân số 3 là no connect là không sao. Nếu mà chân số 3 mà nó với một cái cấp điện áp khác á, hoặc là một cái nhánh khác á, các bạn khi mà các bạn chạm vô á, nó chạm hai chân IC là nó chết IC nha các bạn. Các bạn tuyệt đối tránh cho mình nha. Cho dù cái chân no connect nó không sao á,
Rồi các bạn chích vô, các bạn một là các bạn đo lấy cái que đo nè, các bạn chích thẳng vào cái chân số 4. Hai là các bạn có thể, tại vì nó cái chân số 4 là nối với tụ C dương của tụ C2 á, thì các bạn có thể chích vô đầu tụ cái tụ C2 đầu dương nha. Là các bạn đo được cái điện áp VCC của IC dao động này nha. Cái vấn đề đo điện áp trên IC trên linh kiện này cũng tương tự nha các bạn. Cái vấn đề tuyệt đối là an toàn điện là hàng đầu nha. Các bạn xác định cho mình cái chân số 4. Dấu chấm là chân số 1 nha các bạn. Đến tôi quay theo ngược chiều của đồng hồ ha. Chân số 4 ở phía dưới nha các bạn. Rồi. Các bạn để boy này. Các bạn cứ yên tâm nha, tại vì cái chân mát hôm nãy á mình nó kẹp rồi, các bạn chỉ cần dùng một tay một que đo thôi là các bạn đo được nha. Các bạn không cần phải giữ hay bệnh như thế nào á. Các bạn để các bạn thao tác một tay thôi, các bạn không cần dùng phải giữ hay cầm cái main board nha các bạn. Rồi sau đây các bạn nhìn vào sơ đồ nè các bạn. Các bạn thấy sơ đồ chân không? Chân 1 nối mát, chân 2, chân 3. Nó dùng không có áp nha các bạn. Các bạn quan trọng chân số 4 cho mình nè. Các bạn đo điện áp cái IC này, các bạn kiểm tra cái gì? Đo điện áp chân số 4, VCC cấp nguồn cho mình. Chân CF như chân 2 các bạn. Nó bị sụp áp thôi. Sụp áp cái này là R1, R2 sụp áp trên số chân CF của cái con MOSFET bên trong IC dao động nè các bạn. Cái này chân 2, cái điện trở này cũng bị sụp áp nha các bạn. Nên cái này á, cái điện áp này rất nhỏ. Ở đây là các bạn không được đo rồi điện áp nè, không chân 1 bỏ nè, chân 2 bỏ nè, chân 3 bỏ nè. Các bạn đo chân 4 với mình. Chân 7 bỏ, chân 8 các bạn bỏ luôn nha. Không đo nha các bạn. Là mấy điện áp này rất nhỏ nha các bạn, cái này như bỏ qua luôn. Là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 7 nè, 8 nè, bỏ hết. Các bạn chỉ cứ đo cho mình cái chân 4, 5, 6 thôi nha các bạn. Để đo cái điện, các bạn đo điện áp nè. Đây là chính là cái bảng nha các bạn, mình đã ghi nha cái điện các bạn thiết đó của IC dao động nha các bạn. Các bạn chỉ đo cho VCC cho mình thôi. Cái VCC này chân số 4 nha các bạn. Đây VCC là bằng V4, là điện áp của chân số 4, là điện áp chân số 4 đây nè. Còn điện các bạn đo thêm cho mình cái cực điện áp cực D của con là chân 5, chân 6 các bạn. Mua 5, 6 của con IC á. À, VD nè các bạn. Cái này VD nè. Bên trong cái IC dao động này là có con MOSFET nha các bạn. Các bạn đo điện áp chân 5, chân 6 cho mình thôi. 4, 5, 6. Các bạn chú ý cho mình hai cái mức điện áp thôi. Tại vì cái chân 5, chân 6 á, nói chung với nhau nha các bạn. Nếu các bạn đo một chân là nó cũng ra nha các bạn. Sau đây mình sẽ tiến hành mình đo kiểm tra cái điện áp này ra có ổn không nha các bạn. Cái điện áp V nè, V4 nè, nó nằm trong khoảng từ 12 đến 16 ohm DC nha các bạn, nằm trong khoảng đó nha các bạn. Còn cái V56 các bạn nó khoảng dưới 50V nha các bạn, 50V DC. Khi mà các bạn đo, các bạn nếu mà các bạn kiểm tra coi nó cái điện áp này nó thiếu hay đủ hoặc là nó mất các bạn, là có thể trường hợp nào mà nó bị mất á, là có thể cái khi mà nguồn VIN nó vẫn còn á mà nó mất cái này là có thể do chết IC nha các bạn. Nên các bạn kiểm tra thay thế cho mình nha. Kết hợp với cái đo nguội á, đo tổng trở là các bạn xác định được con IC này chết này sống nha các bạn. Mà đa phần là mất cái điện áp co vào có mà cái điện áp ngõ ra không có nha các bạn. Như cái này không? V5, V6 nè, nó không có nha các bạn. Hoặc là cái V này á, nó bị sụp áp hay gì á, là có thể bị chết IC nha các bạn. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành mình đo V4 nè, với V5, V6 nha. Thế cái đồng hồ. Cái mức điện áp thấp nha các bạn. Tại vì cái V4 nè các bạn. Các bạn đo điện áp VCC trước cho mình. Cái chân số 4 á, nó tầm khoảng 12 đến 16 ohm DC, các bạn chỉnh cho mình tăng đo 20 nha các bạn. Là cái mức 20 nha các bạn. Từ 1000 hôm nay là mình chuyển sang mức 20 nha các bạn. Đo khoảng 20V ha.
Rồi sau đây các bạn tiến hành cấp nguồn ha. Bật cái công tắc lên. Nhớ cấp điện nha các bạn đừng chạm vô nha. Các bạn thứ nhất các bạn chấm cho mình đúng cái chân số 4 luôn. Các bạn giữ nguyên nha. Các bạn cần không cần có bật điện lên. Khi mà các bạn bật điện lên các bạn không được di chuyển nha. Nói chung an toàn điện là hàng đầu chứ các bạn. Đừng có chạm chân IC, chạm chân có thể nó hư IC nha các bạn. Rồi các bạn khi các bạn giữ chắc chắn rồi các bạn bật chứ bằng bật công tắc lên cho mình thôi. Mức 24 DC nha các bạn. Rồi, các bạn tiến hành đo. Rồi các bạn thấy không? Cái điện áp nó rơi nè các bạn. Khoảng 12V nha các bạn. Đây mình tính là 12V DC nha các bạn. Là điện áp VCC cấp nguồn ở chân số 4 nha các bạn. Rồi các bạn tắt nguồn ha. Tức là chúng ta sẽ ghi giá trị nha. Cái này để hạn chế mà các bạn chạm hoặc là các bạn rung tay á, là các bạn cứ chấm trước cho mình, chấm cái que đo nè, đưa vô vị trí cần đo á, và sau đó các bạn bật nguồn lên cho mình nha. Nó tránh làm chết IC với tránh các bạn bị rung tay á, nó giá trị sai số nè, nó ấy nha các bạn. Ở đây mình sẽ đo được khoảng 12V nha các bạn. Nào 12V nè. DC. Cái giá trị mình vừa đo được nha các bạn. Sau đây mình tiến hành mình đo cái điện áp chân 5 chân 6 của con IC này các bạn. Tại vì có trên đây á nó chỉ có hai cái mức điện áp quan trọng thôi, là cái chân B số 4 nè. Chân số 4 với cái điện áp của chân 5 chân 6 thôi. Ở đây các bạn làm tương tự nha. Cái que đo á các bạn chấm đúng cái chân 5 chân 6 cho mình nha. Mà chứ các bạn khoan mở nguồn đã, chấm đúng vị trí luôn các bạn mới mở nguồn. Cái giá trị này các bạn, chân 5 chân 6 là nó khoảng vào dưới 50V nha các bạn chuyển cho mình cái thang đo 200 nha các bạn. Đó, có cái que thang đo 200 á, các bạn chuyển nó bật lên thang đo 200 cho mình nha. Để các bạn đo điện áp chân 5 chân 6. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình đo nha các bạn, khoan bật công tắc nha các bạn. Rồi các bạn chấm đúng cái chi vị trí chân 5 chân 6 cho mình, đừng có chạm vô cái nhất là cái tụ nguồn nữa các bạn, đừng chạm vô trúng chân tụ nguồn nha. Có thể điện áp nó cao quá nó chập mạch nó nổ nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã cố định được cái que đo rồi á, các bạn đừng để cho nó chạm mấy cái chân, nhất là chân tụ nguồn á. Các bạn tiến hành bật cái công tắc lên cho mình nha. Các bạn chú ý cái đồng hồ rồi đo điện áp ghi chỉ số nha. Rồi cái chỉ số chân 5 chân 6 các bạn mình đo được là khoảng 48V nha các bạn. Đo được 46V nha các bạn. Như vậy là đã có điện áp của VD nha các bạn. VD là chân 5 chân 6 nè. Giờ mình sẽ ghi thông số nha các bạn. Tại vì cái điện áp nó không chưa ổn định đó, giờ nó đang ổn định đó các bạn, nó dần ổn định nè. Nhưng mà nếu các bạn tóm lại các bạn thấy kiểm tra thấy VD nó có điện áp rơi đó, là ok nha các bạn. Là các bạn đã kiểm tra là cái con IC này IC tốt nha các bạn. Như vậy đã xong ha. Mình sẽ lấy giá trị chung là khoảng là 46V nha các bạn. Tầm 46V ha. Nào, cái giá trị điện áp nè các bạn. Cái này còn tùy mạch nha các bạn. Tùy cái mạch bao nguồn led driver mà cái điện áp có thể có sai số nha các bạn. Này, cái này nè, sai số có thể sai mấy cái này sai số nha. Còn đối với bo mạch nguồn led driver này á, các bạn kiểm tra nếu mất cái điện áp này á, là các bạn nghi ngờ là cái con IC nguồn xung là có cái IC dao động này nó hư nha các bạn. Tại vì trong cái bo mạch này á, cái con IC chính của nó là cái con IC này các bạn. Chết là chết con này chết đầu tiên nha các bạn. Chứ mấy con tụ trở hay gì á, nó ít lắm mà ít chết lắm. Mà cái con này nó tụi nó hoạt động rất nhiều. Nên toàn mạch đó là khi mà các bạn không có điện áp ngõ ra là các bạn kiểm tra trước con IC dao động này cho mình nha.
Rồi ra các bạn sau khi mà các bạn đo hai điện áp nè, VC nè, VCC và VD á, thì các bạn có thể đo điện được điện áp ngõ ra. Cái điện áp ngõ ra nó rơi vào khoảng gần 300V nha các bạn, hơn 200V mà nó nằm khoảng 285. Nếu các bạn muốn mà đo bao đâu điện áp ngõ ra, các bạn cũng làm tương tự cho mình nha. Ở trên này các bạn là có cái đầu cái tụ nè, tụ là nguồn ngõ ra nè, có chân cộng trừ á, thì các bạn đi để mà đo cái điện áp chính xác nha các bạn. Các bạn nhìn cái sơ đồ nè các bạn, nè cái điện áp ngõ ra các bạn của một cái dãy led này nè các bạn, chính là cái điện áp rơi của cái tụ C3 này nè. Điện áp của tụ C3 thì các bạn chỉ cần đo lấy cái đồng hồ VOM mới có đo đo cái điện áp trên tụ C3 này là được rồi nha các bạn. Các bạn sẽ lấy cho mình hai cái dây nha. Đây là cái dây hồi nãy nha các bạn. Mình tách ra nha, mình rút ra. Rồi quay đo các bạn cứ chạm nha, chạm một cái chân âm. Nè, có hai chân âm dương nha các bạn. Thì các bạn chích vô tương ứng nha, chân âm dương nha. Còn cái điện áp á, các bạn chỉnh cho mình tại vì nó lớn hơn 200V nha các bạn. Nên các bạn chỉnh cho cái mức 1000V DC cho mình nha. Rồi các bạn chích vô chân âm của cái tụ C3 nha các bạn. Nhớ tụ C3 nha các bạn, chứ không phải đừng tụ nguồn nha các bạn, tụ nguồn là khác nha. Rồi các bạn bật nguồn lên cho mình. Rồi chúng ta tiến hành nha. Cái quẹt đỏ thì các bạn chích vô chân dương. Rồi các bạn đo thấy không, đây là điện áp nè, khoảng 277V nha các bạn, 277V DC là chế độ không tải nha. Như vậy là xong nha các bạn. Là cái điện áp ngõ ra là có, là đảm bảo là cái bao nguồn led driver này hoạt động tốt nha các bạn. Là mình sẽ ghi một cái VOUT nè các bạn. VOUT nè. Không tải nè. Như vậy mình sẽ đã đo được cái điện áp không ngõ ra không tải nè các bạn, là 277V DC nha. Khi mà các bạn có cái giá trị điện áp không tải là chắc chắn cái bo nguồn led driver này là tốt nha các bạn. Nhưng mà để mà có cái điện áp này á, thì các bạn cứ kiểm tra chính xác là cái điện áp VCC cho mình nha. Để mà kiểm tra cho IC nó hoạt động á, là hai giá trị này khoảng 12V DC và khoảng cái VCC nè, VVD là phải có nha các bạn, nó mới hoạt động ổn nha các bạn. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình nha. Chào các bạn.